Nhà chức trách Chile đã ban bố tình trạng thảm họa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam nước này sau đợt nắng nóng khắc nghiệt gây cháy rừng, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Hơn 100 ngôi nhà đã bị ảnh hưởng và 47.000 hecta rừng bị phá hủy kể từ khi các đám cháy rừng bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này ngày 1 tháng 2 vừa qua. Tổng thống Chile đã tạm dừng kỳ nghỉ để tới thăm những khu vực bị ảnh hưởng, nơi số liệu thống kê cho thấy có tới 204 đám cháy đang diễn ra. Trong số đó, 56 đám cháy được nhận định là mất kiểm soát. Khoảng 2.300 lính cứu hỏa và 75 máy bay đã được triển khai để dập tắt cháy rừng. Đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 40 độ C này đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lặp lại thảm họa năm 2017. Ở thời điểm đó, các đám cháy lan rộng trong cùng khu vực khiến cho 11 người thiệt mạng, phá hủy 1.500 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 467.000 hecta rừng.